Xin chào tất cả các bạn và các anh chị nha. Video này mình hướng dẫn cho tất cả các bạn và anh chị đăng ký trước để nhận 100k thức ăn. 100k thức ăn này có thể đổi ra 100k Việt Nam đồng cho tất cả các bạn. Hiện tại mình đăng ký trước, hiện tại vào ngày 15 tháng 10 năm 2020 nó mới mở chính thức bán cho tất cả các bạn. Rồi để tham gia vào dán bạn lấy phần link mô tả mình đăng ký một cái tài khoản nha. Họ và tên đầy đủ nữa. Rồi tên đăng nhập mật khẩu các bạn. Các bạn lưu ý nhớ xác minh cái mật khẩu thanh toán này nha các bạn. Sáu số rồi số điện thoại các bạn bấm vào đăng ký nha các bạn. Đây thì mình che lại. Rồi cái username này các bạn ghi tên thường thôi nha các bạn. Không có dấu không có hiệu gì chứ các bạn. Rồi bạn nhập số điện thoại vào. Rồi bạn bấm vào đăng ký. Tên đăng nhập đã được đăng ký. Rồi sau khi đăng ký xong các bạn đăng nhập nha các bạn. Tên đăng nhập đã được đăng ký. Tên đăng nhập đã được mình kiếm tên khác các bạn. Rồi sau khi các bạn bấm vào một đăng ký nó ra 100 thức ăn này nha các bạn. 100 thức ăn này tương đương với khoảng 100.000 Việt Nam đồng. Các bạn phải cập nhật cái tài khoản ngân hàng. Máy có thể rút tiền được nha các bạn. Các bạn nhấp vào ngân hàng của tôi nè. Rồi họ về tên số tài khoản ngân hàng các bạn. Rồi mình để mình cập nhật số ngân hàng vào các bạn. À mình lộn các bạn ơi. Các bạn nhấp vào rồi xác thực thông tin cá nhân các bạn. Các bạn mới cập nhật ngân hàng vào. Rồi các bạn nhập số tiền số tài khoản ngân hàng các bạn vào các bạn. Mình che lại nha các bạn. Rồi các bạn cập nhật ngân hàng tên ngân hàng các bạn bấm luôn các bạn. Rồi nha các bạn. Các bạn nó ra một cái giao diện các bạn chụp màn hình lên nha các bạn. Rồi các bạn chụp màn hình lại, nó kêu là chụp màn hình lại gửi cho admin duyệt bài khoản nhé. Rồi các bạn mở ra. Rồi mình hướng dẫn các bạn gửi cho admin nha tất cả các bạn. Để mình các bạn chờ mình chút nha. Rồi nha tất cả anh chị nào xác minh trong vòng chỉ được có khoảng 5 phút anh chị vào kiểm tra anh chị. Xác minh tài khoản nè. Rồi như vậy là tài khoản đã được duyệt nha các anh chị. Em vừa làm video mà em vừa support cho bạn em là bên hệ thống này nha các anh chị. Hệ thống này theo thông tin của bạn em thì bên support bên là AD bên bên con web này thông báo nói là ngày 15 tháng 10 sẽ hoàn chỉnh và tiền sẽ tự động về tài khoản cho tất cả anh chị. Anh chị nào có xác minh không thành công thì có thể liên hệ với em để em nhờ bạn em hỗ trợ cho tất cả anh chị xác minh cho tất cả anh chị. Vậy video em kết thúc anh chị. Anh chị nhấp vào một mờ băng bè nè. Mỗi một người mờ tất cả anh chị sẽ nhận thêm 100k nha tất cả anh chị. Vậy video em kết thúc. Người giới thiệu. Rồi anh chị bấm vào mờ băng bè nè. Rồi anh chị copy cái link này chia sẻ cho băng bè và người thân để nhận thêm tiền thưởng các anh chị. Vậy video em kết thúc. Mọi thắc mắc gì không hiểu anh chị cứ gọi lại bên em dưới em sẽ hỗ trợ cho các anh chị. Chào tạm biệt tất cả anh chị, hẹn tất cả anh chị vào những video clip tiếp theo nha.